Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở số nhà 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, làm 14 người chết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Các thông tin liên quan đến vụ cháy, chúng tôi tiếp tục cập nhật trong cụm tin. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cháy nhà trọ ở số nhà 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, làm 14 người chết để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Công an Hà Nội sẽ xác minh hai nội dung trong vụ án là xem xét trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trọ và trách nhiệm về quản lý nhà nước. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án. Nguyên nhân chí mạng đã được cảnh báo trước trong vụ hỏa hoạn ở Trung Kính khiến 14 người không còn lối thoát, có thể là do chập điện nổ bình ga, bình khí của xưởng sửa chữa xe máy nằm trong khu nhà trọ. Được biết, ngoài cho thuê nhà trọ, đây còn là một cơ sở mua bán sửa chữa các phương tiện cũ các loại. Theo quy định của pháp luật hiện nay, hoạt động kinh doanh sửa chữa phương tiện xe đạp, xe máy điện cũ phải đảm bảo các quy định chặt chẽ về phòng cháy chữa cháy vì hoạt động này vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đợt kiểm tra gần nhất của phường Trung Hòa cách đây 2 tháng đã đưa cơ sở này vào diện có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ do không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, trong khi lại kết hợp với dịch vụ kinh doanh cho thuê nhà trọ với số lượng lên đến 13 phòng. Trong thời gian cho cơ sở tự khắc phục lỗi vi phạm, phường chưa tái kiểm tra thì vụ hỏa hoạn xảy ra đã cướp đi mạng sống của 14 người. Những người may mắn thoát nạn sẽ rất khó để họ quên đi ký ức đau thương này. Trong vụ cháy khiến 14 người tử vong ở Hà Nội, có hai vợ chồng là anh VVD sinh năm 1998, quê ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, và chị NTTH sinh năm 2001, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Được biết, hai vợ chồng anh D kết hôn vào hồi tháng 3. Sau đó, hai người lên Hà Nội thuê nhà trọ tại nơi xảy ra vụ cháy để sinh sống và làm việc. Đáng chú ý, thời điểm gặp nạn, chị H đang mang thai tháng thứ 3. Chiều ngày 24 tháng 5, sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể hai vợ chồng anh D đã được người thân đưa về quê để an táng. Nạn nhân có gia cảnh rất khó khăn. Sau khi nắm được thông tin về vụ cháy 14 người chết, trong đó có vợ chồng anh D là người địa phương, Ủy ban Nhân dân huyện Tứ Kỳ và các hội đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình.